Và bây giờ là top 3 dòng gỗ cuối chỉ dành đại gia. Top 3, vương mộc tử đàn. Vương mộc tử đàn thì được chia làm hai loại, đó chính là vương mộc tử đàn của Ấn Độ và vương mộc tử đàn của Nam Phi. Và nằm trong cái top gỗ thơm này thì chỉ có vương mộc tử đàn của Ấn Độ thôi, bởi vì vương mộc tử đàn của Nam Phi thì sẽ không có mùi thơm. Và giá hiện tại của vương mộc tử đàn Ấn Độ đang dao động từ khoảng 7 cho đến 10 triệu trên 1 kg. Đấy, và vương mộc tử đàn Ấn Độ thì có một đặc điểm rất là tuyệt vời, đó chính là cái sự ổn định, bền bỉ, dẻo dai. Ngoài ra thì có một mùi thơm ngọt tựa như mùi sô-cô-la vậy, nên là ngửi rất là sảng khoái trong người. Và đặc biệt thì cái dòng gỗ này có cái sức chịu đựng về cái khí hậu chênh lệch rất là tốt. Khi anh em mình để ở táp lô ô tô hay là để trong phòng điều hòa thì gần như là nó không lứt. Và trong cái đầu toang gỗ của dòng gỗ này thì có những cái ánh kim sa lấp lánh vô cùng đẹp.